Thì mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh hiện nay được áp dụng theo quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định số 55 năm 2023 của Chính phủ cụ thể như sau. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 24% thì sẽ có mức trợ cấp là 1.384.000 đồng một tháng. Còn đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 22% thì sẽ có mức trợ cấp là 1.451.000 đồng một tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23% thì sẽ có mức trợ cấp là 1.513.000 đồng một tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 24% thì sẽ có mức trợ cấp là 1.580.000 đồng một tháng. Còn nếu như mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 25% thì sẽ có mức trợ cấp là 1.648.000 đồng một tháng. Đối với thương bình có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 26% thì sẽ có mức trợ cấp là 1.712.000 đồng một tháng. Còn đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27% thì sẽ có mức trợ cấp là 1.777.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 28% thì sẽ có mức trợ cấp là 1.846.000 đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29% thì sẽ có mức trợ cấp là 1.908.000 đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 30% thì sẽ có mức trợ cấp là 1.977.000 đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 31% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.041.000 triệu đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 32% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.109.000 triệu đồng một tháng. Mức trợ cấp hàng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 33% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.174.000 triệu đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34% thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 240 ngàn đồng một tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 308 ngàn đồng một tháng. Còn với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 371 ngàn đồng một tháng. Trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 37%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 435 ngàn đồng một tháng. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 38% thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 505 000 đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 39% thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 571 000 đồng một tháng. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 40% thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 635 000 đồng một tháng. còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 41%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2 triệu 702 000 đồng một tháng. Còn trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 42%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2.766.000 triệu đồng một tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 43%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2.829.000 triệu đồng một tháng. Còn đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 44%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2.899.000 triệu đồng một tháng. Trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 45% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.965.000 đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 46% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.031.000 đồng một tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 47% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.095.000 đồng một tháng. Đối với trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 48% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.161.000 đồng một tháng còn trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 49%, thì sẽ có mức trợ cấp là 3.229.000 đồng một tháng. Mức trợ cấp hàng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50%, thì sẽ có mức trợ cấp là 3.293.000 đồng một tháng. Còn đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 51%, thì sẽ có mức trợ cấp là 3.361.000 đồng một tháng. Trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 52% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.427.000 đồng một tháng. Mức trợ cấp hàng tháng đối với thương bình có tỷ lệ tổn thương cơ thể 3.490.000 đồng một tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 54% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.557.000 đồng một tháng. Còn đối với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 55% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.624.000 đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 56% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 691 000 đồng một tháng. Với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50% tháng, thì được trợ cấp với mức là 3 triệu 753 000 đồng một tháng. Trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 58% thì được trợ cấp với mức 21 000 đồng một tháng. Còn đối với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 59% thì sẽ có mức trợ cấp là 3 triệu 889 000 đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 60% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.953.000 đồng một tháng. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.016.000 đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 62% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.086.000 đồng một tháng. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 63% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.148.000 đồng một tháng. Còn với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 64% thì thương binh sẽ được trợ cấp với mức là 4.216.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 65% thì sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 4.281.000 đồng một tháng. Còn trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 66% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.349.000 đồng một tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 67% thì mức trợ cấp là 4.414.000 đồng một tháng Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 68% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.481.000 đồng một tháng Còn đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 69% thì sẽ có mức trợ cấp hàng tháng là 4.547.000 đồng một tháng Trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 70% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.611.000 đồng một tháng Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 71% thì có mức trợ cấp là 4 triệu 674 ngàn đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 72% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 743 ngàn đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 73% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 812 ngàn đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 74% thì sẽ có mức trợ cấp là 4 triệu 876 ngàn đồng một tháng. Trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 75% thì sẽ có mức trợ cấp hàng tháng là 4.943.000 đồng một tháng. Còn nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 76% thì mức trợ cấp là 5.007.000 đồng một tháng. Đối với trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 77% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.073.000 đồng một tháng. Còn đối với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 78% thì sẽ được trợ cấp với mức là 5.136.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 79% thì sẽ được trợ cấp với mức là 5.203.000 đồng một tháng. Còn đối với trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 80% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.269.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.335.000 đồng một tháng. Nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 82% thì mức trợ cấp là 5.403.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 83% thì mức trợ cấp là 5.469.000 đồng một tháng. Còn đối với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 84% thì mức trợ cấp là 5.532.000 đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 85% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.601.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 86% thì mức trợ cấp là 5.664.000 đồng một tháng. Còn đối với trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87% thì mức trợ cấp hàng tháng là 5 triệu728.000 đồng một tháng đối với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 88% thì mức trợ cấp là 5 triệu796.000 đồng một tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 89% thì mức trợ cấp là 5 triệu865.000 đồng một tháng Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 90% thì mức trợ cấp là 5 triệu932.000 đồng một tháng, Đối với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 91%, thì mức trợ cấp là 5 triệu 994 000 đồng một tháng. Mức trợ cấp đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 92%, là 6 triệu 059 000 đồng một tháng. Mức trợ cấp đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 93%, là 6 triệu 127 000 đồng một tháng. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 94%, thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 189 000 đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 95% thì mức trợ cấp là 6 triệu 260 000 đồng một tháng. Đối với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 96% thì mức trợ cấp là 6 triệu 324 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 97% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 388 000 đồng một tháng. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 98% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 456 000 đồng một tháng. Còn thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 99% thì sẽ có mức trợ cấp là 6 triệu 522.000 đồng một tháng Còn đối với trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 100% thì mức trợ cấp là 6 triệu 589.000 đồng một tháng Người mức trợ cấp hàng tháng thì thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được phụ cấp hàng tháng với mức là 1 triệu031.000 đồng một tháng nếu như mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên nhưng có vết thương đặc biệt nặng thì mức phụ cấp hàng tháng sẽ là 2 triệu 113 000 đồng một tháng.